Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam có thể tận diệt tham nhũng với cơ chế hiện hành hay không. Trưởng ban nội chính trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phan Đình Trạc mới đây cho rằng cần có cơ chế chính sách để phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng tiêu cực để không ai dám tham nhũng nữa. Theo ông Trạc, việc phòng chống tham nhũng được thực hiện từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trung ương đề ra những giải pháp kiểm soát quyền lực nhà nước như xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Đây là hình ảnh ông Phan Đình Trạc phán rằng những người tham nhũng vừa rồi là những người giàu. Trung tá quân đội Đinh Đức Long nhận định về vấn đề này như sau. Nói nôm na, tham nhũng như một căn bệnh của xã hội, bệnh của loài người. Từ khi có nhà nước, có chính quyền, có giai cấp, có xung đột lợi ích thì sẽ có tham nhũng thôi. Mà chấm dứt được lợi ích thì tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có, chỉ có thể hạn chế nó, kiểm soát nó và trừng phạt nó để người ta không dám tham nhũng. Muốn thế chỉ có cách là xây dựng nhà nước pháp quyền và kiểm soát quyền lực. Phải xây dựng pháp luật chặt chẽ mà chỉ có thể chặt chẽ hơn chứ không thể nào bịt hết được. Có nghĩa là tham nhũng chỉ có hạn chế chứ không thể diệt được. Chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam được nói nhiều mấy năm nay, gần đây với chiến dịch là đốt lò của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đề xuất. Thực chất, chuyện chống tham nhũng ở Việt Nam từng được ông Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra sắc lệnh từ năm 1945. Ngày 23 tháng 11 năm 1945, chính ông Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 64SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Sắc lệnh gồm 8 điều nêu rõ Chính phủ sẽ lập ngay một ban thanh tra đặc biệt để giám sát tất cả nhân viên của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan của chính phủ. Đây được coi là văn kiện pháp lý đầu tiên về công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Đến năm 2006, văn kiện Đại hội Đảng khóa 10 thì nhận định rằng tham nhũng vẫn có chiều hướng phát triển ngày càng nghiêm trọng, xảy ra nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân. Ban chấp hành Trung ương khóa 10 ban hành nghị quyết số 4 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cho tới ngày 30 tháng 6 năm 2009, thì Chủ tịch nước Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Minh Chiết đã ký quyết định số 950 năm 2009 về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Theo đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Công ước kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2009. Đây là hình ảnh quyết định số 950 của ông Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết. Theo nhà quan sát chính trị Hà Hoàng Hợp, tham nhũng ở Việt Nam không thể diệt mà chỉ có thể giảm. Ông nêu những điều kiện cụ thể như sau. Nó chỉ có thể giảm chứ không thể nào hết tham nhũng được cả. Nhưng cái cách mà chính phủ Việt Nam đang làm cũng không thể giảm được tham nhũng. Để chống tham nhũng có hiệu quả mà thực chất thì mọi người phải nhìn xuyên suốt được nó, tức là phải minh bạch. Cái thứ hai là phải dựa trên nền tảng pháp quyền một cách đầy đủ. Các nước có dân chủ thì tham nhũng giảm, còn Việt Nam thì không thể giảm, thậm chí còn tăng lên. Bởi những nước có pháp quyền rõ ràng, có dân chủ, người ta giám sát lẫn nhau. Việt Nam thì không ai giám sát ai, người dân không giám sát được chính quyền có làm gì sai thì người dân cũng không biết, mà rất nhiều cái sai. Tóm lại là người dân phải có cái quyền tham gia chống tham nhũng. Tiến sĩ kinh tế Đinh Trọng Thịnh thì nêu nhận định về câu nói của ông Phan Đình Trạc như sau. Đây là điều mà Đảng, Chính phủ và Nhà nước Việt Nam mong muốn hướng tới. Đó là công dân có quyền đặt ra và tìm hiểu về hoạt động của những công chức nhà nước. Những người mà có thể các hành vi tham nhũng lợi dụng chức quyền để mưu lợi cho cá nhân mình hoặc cho nhóm của mình đều có ghi hết trong hiến pháp và trong luật pháp của Việt Nam. Nhưng trong thời gian vừa qua, việc thực thi chưa đi vào nề nếp. Đôi khi các cơ quan của nhà nước chưa thực sự để ý hay là chưa thực sự lắng nghe ý kiến của quần chúng, nhân dân. Tuy luật đã có, nhưng dường như người dân vẫn còn nghi ngại. Một người dân tại thành phố Hồ Chí Minh thì chia sẻ thêm như sau. Tôi cảm thấy những cái đó nó không ảnh hưởng đến mình, bởi mấy ông có tham nhũng bao nhiêu ngàn tỷ thì dân cũng không biết. Có thu hồi lại mấy ngàn tỷ thì dân cũng chẳng được gì. Bản thân mình không kiểm soát được để biết nó tốt hay xấu. Đây là hình ảnh nhiều người nhẹ dạ tố cáo tham nhũng đã bị trả thù tàn độc, không qua quan chức nào tham gia bảo vệ. Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từng nói,
cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực phải dựa vào dân, phải lắng nghe dân, lắng nghe dư luận để chọn lọc, tiếp thu cái đúng, nhưng không chạy theo dư luận. Theo điều số 5 luật phòng chống tham nhũng quy định quyền và nghĩa vụ của công dân, trong phòng chống tham nhũng, công dân có quyền phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác, báo tin về hành vi tham nhũng và được bảo vệ khen thưởng theo quy định của pháp luật. Có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước hoàn thiện pháp luật về phòng chống tham nhũng và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng. Công dân có nghĩa vụ hợp tác, giúp đỡ cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong phòng chống tham nhũng. Văn kiện của Đại hội lần thứ 13 cũng đưa ra rất nhiều chủ trương và giải pháp quyết liệt để phòng chống tham nhũng như triển khai đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, rồi thì nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, đảm bảo đúng pháp luật, thực hiện quyết liệt, nghiêm minh có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhưng mặc dù hô hào như vậy, dường như ngày càng chống tham nhũng thì lại chúng ta lại chứng kiến tham nhũng sinh sôi nảy nở thêm một nhiều hơn trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de với bản tin Việt Nam có thể tận diệt tham nhũng với cơ chế hiện hành hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Bá Thành và những vụ diệt khẩu. Thành phố Đà Nẵng tách ra khỏi tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ tháng 1 năm 1997. Kể từ đây, những cuộc quyết đấu tranh giành quyền lực giữa các phe nhóm chính trị địa phương gay gắt và kinh hoàng hơn bao giờ hết. Nguyễn Bá Thành, một trong những hung thần khét tiếng, giờ đây đã mổ yên mả đẹp, nhưng dư âm về ông ta mãi mãi là nỗi ám ảnh kinh hoàng ở đây. Ông Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1942, quê tại Nghệ An. Năm 1998, khi đang làm phó viện trưởng Viện Kiểm sát xét xử hình sự thuộc Viện Kiểm sát tối cao, ông được chuyển về làm viện trưởng Viện Kiểm sát Phúc thẩm tại Đà Nẵng, còn gọi là Viện Phúc thẩm 2, phụ trách địa bàn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên. Nhận nhiệm vụ mới, ông đưa cả vợ con vào Đà Nẵng sống. Ông Nguyễn Văn Tùng là mẫu người cộng sản liêm chính còn sót lại của thời bao cấp, là cán bộ có năng lực, điềm đạm và khiêm tốn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2000, tin từ Viện Phúc thẩm 2 báo về Viện Kiểm sát tối cao, ông Tùng bị mất tích đột ngột. Không đến nhiệm sở, không liên lạc được, sự việc gây chấn động. Người của vụ tổ chức cán bộ Viện Kiểm sát tối cao bay gấp vào Đà Nẵng, C-16 của Bộ Công an cũng vào cuộc tìm kiếm. Đây là hình ảnh vụ án xét xử Vũ Nhôm hé lộ rất nhiều góc khuất về người hùng thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thành. Vụ mất tích của một viện trưởng Viện Kiểm sát đã dấy lên rất nhiều đồn đoán và dư luận xôn xao tại Việt Nam. Người ta theo dệt cho rằng ông tự sát, bị thủ tiêu hoặc tạo hiện trường giả để vượt biên trốn ra nước ngoài. Cô Nguyễn Thu Trang, con gái ông Tùng cho biết, gia đình cô rất hạnh phúc, bố Tùng không việc gì phải đào tẩu hoặc tự vẫn. Ngoài ra, trong quan hệ xã hội, công việc cũng không thấy bố Tùng than vãn gì về việc căng thẳng và ông cũng chưa từng gây thù, chuốt án với ai. Tới tận một tháng sau, tức là khoảng đầu tháng 7 năm 2000, một xác chết được phát hiện nổi lên vùng biển ở Quảng Ninh, khuôn mặt đã bị phân hủy, quần áo thì nguyên vẹn. Trong túi áo có chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1942, sống tại Nghệ An. Thật là bí ẩn, ly kỳ, khi mà người chết đã trôi dạt ngược gần 1.000 km từ biển Hội An, Quảng Nam ra đến tận biển Quảng Ninh mà quần áo còn nguyên cả trên người. Không tìm ra hung thủ, cơ quan điều tra công an Quảng Nam vĩnh viễn đóng lại hồ sơ vụ ông Nguyễn Văn Tùng bị mất tích bí ẩn. Trong khi đó, dư luận ở Đà Nẵng và Quảng Nam, kể cả trong và ngoài ngành công an, lại rò rỉ nhau rất nhiều thông tin đáng sợ đến ghê người. Trước khi ông Tùng đi lấy vé máy bay để bay ra Hà Nội, ông nhận được cuộc gọi hẹn gặp gấp. Đầu dây bên kia chắc chắn là người có thế lực, có thể liên quan đến hoạt động nội chính, tư pháp. Do đó, khi lên xe máy, ông Tùng đem theo cả cặp da đựng hồ sơ quan trọng. Tin nội bộ cho biết ông Tùng có đầy đủ tài liệu vụ án cầu sông Hàn và ông Phạm Minh Thông đang gây xôn xao cả nước. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2000, cơ quan điều tra công an thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp ông Phạm Minh Thông, sinh năm 1938, sống tại Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam. Lúc đó, ông Thông là giám đốc công ty hợp danh xây lắp và kinh doanh Quảng Nam, Đà Nẵng. Trong các bản hỏi cung, ông Thông đã khai đưa hối lộ cho Nguyễn Bá Thành.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiều lần số tiền sắp xỉ 4-5 tỷ đồng, theo yêu cầu chia phần trăm từ ông Nguyễn Bá Thành. Viện Phúc Thẩm 2 nhận được các báo cáo từ Viện Kiểm sát thành phố Đà Nẵng, ông Tùng được cho là sẽ đi Hà Nội xin lệnh bắt ông Nguyễn Bá Thành, nhưng đã muộn. Đây là hình ảnh không truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Phạm Minh Thông tại công trình cầu sông Hàn. Vụ án ông Nguyễn Văn Tùng mất tích bế tắc, không lâu sau đó, đại tá Trần Văn Thanh, nhân vật đối đầu trong chuyện Song Thanh Đà Nẵng, đã bị mất chức giám đốc công an và bị điều về Bộ Công an. Sau cái chết của ông Tùng, lo sợ đến lượt mình, ông Trần Văn Thanh nhanh chóng bán nhà tại Đà Nẵng, đưa cả vợ con ra Hà Nội. Thời bao cấp khoảng năm 1988 đến năm 1989, có ông Đặng Thanh Bình, sinh năm 1963, chủ nhiệm hợp tác xã Nông nghiệp 2, Đại Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam, câu kết với ông Nguyễn Bá Thành, lúc này là chủ nhiệm hợp tác xã Hòa Nhơn 3, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, buôn lậu hàng chục tấn thóc giống của nhà nước. Ông Đỗ Văn Quả trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá án, nhưng rút cuộc, tội phạm vẫn lọt lưới, cao chạy xa bay, bởi tội phạm này được bảo kê, thậm chí nhiều kẻ có thế lực trong tổ chức đảng không muốn làm to vụ này. Chẳng những không bị pháp luật sở gáy, bộ đôi Bá Thành, Thanh Bình lại càng ngày càng chui sâu và leo cao. Vào năm 2007, khi đã là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thành đưa ông Đặng Thanh Bình lên ghế Giám đốc Công ty Phát triển và Khai thác Hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng. Cùng năm ấy, cuộc chiến Song Thanh đã đến đỉnh điểm. Tướng Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra của Bộ Công an, đã bị khởi tố điều tra, đình chỉ công tác. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh bị triệt hạ, thân bại, danh liệt. Cũng có thông tin cho hay, Trung tá Đỗ Văn Quả tuyên bố muốn lật lại hồ sơ vụ án để giúp giải nguy cho tướng Trần Văn Thanh, người bạn, người đồng đội cùng chiến hào năm xưa ở Ban An ninh Quảng Đà, tai vách mạch rừng. Ông Đỗ Văn Quả, trưởng công an huyện Đại Lộc, chưa kịp làm gì thì đối phương đã ra tay trước. Những tài liệu mà Trung tá Đỗ Văn Quả có, mọi bí mật mà ông biết rõ về Nguyễn Bá Thanh đã vĩnh viễn mang theo ông xuống mồ. Rất nhiều cơ quan vào cuộc điều tra mà không có kết quả gì, hoặc người ta biết nhưng không dám làm, vụ án khép lại, hung thủ biệt tăm. Và câu hỏi đặt ra là ai đã giết ông Đỗ Văn Quả? Cơ quan điều tra không trả lời được, nhưng dân chúng rất nhạy, họ biết rõ kẻ chủ mưu không ai khác ngoài hung thần Nguyễn Bá Thanh và đám tay sai. Tuy nhiên, vì sợ đại họa vào thân, dân tỉnh tụ tập đây đó chỉ dừng lại ở mức sầm sì và bàn tán mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Nguyễn Bá Thanh và những vụ diệt khẩu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.